Tháng 6 năm 2019, top 3 con giáp đào hoa ngập lối, hạnh phúc căng tràn. Tháng 6 năm 2019, ai sẽ là con giáp hạnh phúc nhất tháng 6 này? Ai sẽ đắm chìm trong mật ngọt tình yêu và tiến tới hôn nhân vững bền? Hãy cùng Lịch Kỳ Tốt theo dõi tử vi tháng 6 dương lịch để biết thêm chi tiết nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Kỳ Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tuổi Thân. Bước sang tháng 6 dương này, người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui bất ngờ về đường tình cảm lắm đó. Tử vi phương Đông báo rằng nhân duyên đang khởi vượng, con giáp này nếu còn chăn đơn gối chiếc sẽ nhanh chóng tìm thấy một nửa của mình. Bạn mệnh có nhiều cơ hội để gặp gỡ làm quen với người khác phái, có lúc là do tình cờ quen biết, có lúc là do bạn bè người thân giới thiệu. Nhìn chung thì những người bạn quen biết trong thời gian này đều là đối tượng khả thi, đáng để tìm hiểu và xem xét để đi đến bước xa hơn. Bạn mệnh chỉ cần thoải mái thể hiện bản thân mình, còn những chuyện phía sau để cho nhân duyên quyết định. Nếu đã có duyên với nhau thì đi một vòng rồi cũng sẽ quay lại trở về với nhau mà thôi. Đừng quá khắt khe với bản thân cũng như tình cảm của mình, tình yêu rồi cũng sẽ đến mà thôi. Các cặp đôi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tình cảm cũng đã chín muồi và mong muốn về sớm chung một nhà. Bạn cũng lo lắng rằng cuộc sống nhiều áp lực sẽ mang đến nhiều biến số, tình yêu hôm nay nồng thắm, ngày mai có thể sẽ dần phai nhạt, tốt nhất hãy cưới vợ thì lưới liền tay. Vợ chồng tuổi Thân đã quá hiểu nhau và nhìn rõ tình cảm của nhau qua bao năm tháng. Những kỷ niệm cứ ngày một dày thêm, tình cảm của hai bạn cũng theo đó mà càng ngày càng nhiều hơn, từ tình yêu nay còn có cả tình thân, tình tri kỷ nữa. Tuổi Mùi. Với tuổi Mùi, tử vi tháng 6 là một bản hòa ca của tình yêu. Dù bạn là người đã có đôi có cặp hay còn đang độc thân thì cũng sẽ đều được hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Giữa nắng hè cháy bỏng thì tình yêu cũng bỏng cháy theo từng ngày. Cơ hội để tắt ế cho những chú dê đã đến rồi đó. Cơ hội tới thì phải chớp ngay lấy, chứ không phải ngồi quên cân đo đang đếm xem lương bao nhiêu, bố mẹ làm gì rồi mới tính chuyện tán tỉnh theo đuổi hay gật đầu đồng ý đâu nhé. Thời buổi này còn toàn tính nhiều thì còn phải chịu ế dài dài. Hãy chủ động lên bạn nhé. Tử vi 2019 cho thấy tình duyên của tuổi Mùi có thể sẽ khởi sắc vào thời điểm này nếu bạn chủ động theo đuổi tình yêu đó. Đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Có những lúc tha rằng nói trắng ra với nhau còn có tác dụng hơn nhiều, cứ kiểu úp úp mở mở ớm ở đó. Các cặp đôi có thể sẽ hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch ngắn ngày. Bạn tin rằng nếu có thêm thời gian bên nhau thì tình cảm cũng sẽ theo năm tháng mà dày lên. Đã trao chọn trái tim cho người ấy nên tuổi Mùi lúc nào cũng mong muốn tình yêu bền vững theo năm tháng. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn trong tháng này sẽ là người hạnh phúc lắm đó. Tử vi tháng 6 năm 2019 là lời chúc mừng cho các cặp đôi tuổi này. Người chưa kết hôn thì sẽ nhanh chóng tìm thấy chuyện về chung một nhà. Các cặp vợ chồng trẻ có thể sẽ đón tin vui về con cái nữa đó. Các cặp đôi đã thấy được tình cảm thực sự của mình hướng về ai. Bạn dần định hình được cuộc sống trong tương lai của mình bên người ấy. Những khó khăn phía trước cũng có thể vượt qua khi nhìn rõ mục tiêu của mình. Bạn mệnh đã quyết tâm thì chẳng có điều gì có thể ngăn cản được tình yêu của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.